Rồi hôm nay chị hướng dẫn may cái quần sọt nam nha. May cái quần sọt nam. Cái này may cho mấy anh mình mặc ở nhà nha, cho mấy bạn mặc ở nhà chứ không có phải là quần quần này là hơi rộng rãi thoải mái mà lưng dây thun nha. Thì mình sẽ chọn chất liệu sọc. Cái sọc mà cái chất liệu nó là cái loại này nó tương tự như cái bố của mình nhưng mà nó có độ giãn nha. Nó có độ giãn nhẹ. Nhưng mà chị em mình may mình cái này mình lấy công thức không độ giãn luôn nha. Tuy là có độ giãn nhẹ nhưng mà tại mình may cho mấy anh lớn thì mình sẽ không có may ôm, mình may hơi rộng, bạn nào trẻ thì sẽ cộng ít lại nha. Cái này mình may lưng thun à, rồi mình may hai túi bên hông. Nói chung mình may tới chừng nữa may túi thì chị em mình sẽ theo dõi, chị em mình sẽ biết ha. Bây giờ trước tiên là mình lấy số đo nha. Chờ mình tí xíu. Đây, quần lưng dây thun. Lưng dây thun nhưng mà ở đây là cái túi xéo, nhưng mà mình không may túi xéo, mình may túi xui nha. Mình may túi xui tại vì cái này mình hướng dẫn cho bạn trẻ. Mấy bạn trẻ thì mình may túi xéo, còn bây giờ mình hướng dẫn cho mấy anh ha. Mấy anh thì sau này mình sẽ may có một cái túi túi ngang đây, có cái túi có dây kéo ngang nữa để mấy anh đựng đồ cho nó tiện ha. Nhưng mà ống thì may rộng hơn chứ không phải khít đùi như vậy nha. Cái này là mình làm cho một bạn ở trong nhóm của mình là riêng nha. Còn ý mình nói là chiều dài quần trên gối nha. Mình bắt đầu lấy số đo. Chiều dài thì tùy ý ạ. Chiều dài thì mấy anh thích tới đâu thì mình may tới đó ha. Cái này là mình may cho mấy 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 anh, nói chung mấy bạn trẻ thích mặc rộng thì mặc vẫn được nha. Nhưng mà thường là mấy anh ở nhà mặc khoảng tầm 40 ha, khoảng tầm 40 đổ lên thì mấy anh thích mặc cái form quần này lắm. Mình sẽ lấy chiều dài. Chiều dài thì tùy ý, nhưng mà ở đây mình may 47 ha. 47, tầm 47 46. Dài rồi lưng ha, mình đo lưng. Lưng là 80. Mông. Mông là 96 ha. Rồi cái ống thì chị em mình thích đo thì đo, không thích thì không không cần phải đo. Cái quần sọt mình chỉ cần 3 số là may được rồi. Nhưng nếu chị em muốn đo kỹ thì chị em mình sẽ đo thêm cái đùi. Cái đùi thì đùi này là 50. Thì đùi thì để mình nói thêm chút xíu nha. Nhưng mà mình may mình không cần phải đo cái đùi này. Nếu chị em thích đo thì mình đo, mình làm kỹ thì nó sẽ dịch một vài mili. Đây cái đùi thì chị em mình đo từ gối. Cái gối này ha, ngang đây là gối đi. Thì ngang đây là ngang, đây là phần ngang đáy. Ngang đây là ngang gối thì mình chia khoảng giữa mình đo. Tuy là cái ống mình gì mình dài xuống nhưng mà mình chia hơi giữa xíu mình đo. Tại vì có nhiều anh thích mặc cái quần dài xuống nhưng mà túm ở dưới túm gụm luôn coi không được. Còn này bạn trẻ thì cái đùi người ta còn nở nang, mình may cái ôm đẹp nha. Còn người lớn mình không có may ôm như vậy. Rồi bắt đầu. Bây giờ bắt đầu thì ở phía trên đầu tiên của mình ha. Mình sẽ gạch một đường. Một đường là đường phấn này, là chỉ đường phấn này mình gạch để cho mình biết đường mình đo thôi nha. Chứ đường phấn này nó không có phải là đường phấn để mà mình cắt. Giống như là cái dải mình bắt đầu từ đường phấn, tại vì từ đường trên này nó đo chị em khó nhìn thấy á, thành ra mình tính kể từ đường phấn ha. Trước tiên là mình lấy kéo xếp vô xíu. Trước tiên là mình lấy đường hạ lưng. Hạ lưng của mình xuống thì thường là mấy anh mình chọn dải quần hơi dày xíu ha, mỏng quá thì mặc cũng thấy nó không có đẹp bằng, nó không đứng bằng. Mình chọn chất liệu hơi dày cho nên mình lấy cái lưng mà mình may dây thun 3,5. 3,5 thì mình chừa cái đường dây thun mình 4 phân. Mình chừa nó nhiều hơn dây thun 5 ly ha, như thường lệ. Cái này là mình may lưng liền nha. Rồi mai mốt tới mình hướng dẫn cái quần cho mấy bạn trẻ thì may lưng thun, nhưng mà mình hướng dẫn may lưng rời. Hôm nay thì mình hướng dẫn may lưng liền. Nó có cái cách vô lưng của quần sọt nó khác cái quần nữ mình nha. Cái quần nam may cái lưng nó khác quần nữ, mặt nhìn thấy nó mạnh mẽ hơn nha, chứ không phải may như quần nữ mình. Còn quần lưng liền thì vô giống quần nữ mình. Lưng liền thì vô giống nha, còn cái lưng rời thì vô khác. Xong mình có cái đường phấn lưng rồi, tới đường phấn hạ đáy. Hạ đáy thì mình lấy xuống là mông chia 4. Có thể không cộng hoặc cộng 1.
Mình thích đá ngắn thì mình may không cộng ha. Còn ở đây mình cho cộng 1 tại mấy anh thích mặt thoải mái. Thì cái mông mình 96. Mình chia cho 4 là được 24, mình cộng 1 là 25. Xong mình gạch ngang. Tại vì quần của mấy anh mặt rộng nó hơi dài qua bên kia, mình nối với thêm nha, mình nối cái đường ngang thêm. Rồi xong mình có đường hạ đáy rồi, tới đường chiều dài. Chiều dài của mình, chiều dài là 47, mình đo cộng thêm 2 phân lai. 47 mình cộng 2 phân lai, mình cộng chung cộng riêng gì cũng được nha. Mình muốn gạch riêng cho đẹp mắt thì mình cứ gạch riêng ra hai đường, 47 cộng 2 là 49. Mình thích mai lai lớn thì mình cộng lớn lên 3 phân lai cũng được nha. Ở đây mình cho mai cái lai gọn thôi, 2 phân thôi. 2 phân chừng nữa mình bẻ lên mình mai có 1 phân mấy đó. Cho nhìn cái quần mình nó mảnh một tí xíu. Còn nếu mà mình thích mai cái lai lớn thì mình cứ cộng lai lớn nè. Có thể là mình mai lai lật cũng được ha. Lai lật mặt nó cũng dễ thương. Mai quần màu thì mình mai lai lật lên nó cũng dễ thương. Rồi xong mình đã có đường phấn lai, đường phấn mông, đường phấn lưng ha. Rồi từ bên hông này mình bỏ vô 2 phân. Mình bỏ 2 phân mình mới bắt đầu vẽ nha. Cái giấy này bữa nay nó muốn hết mực hay gì nữa này. Rồi xong ha, mình bỏ 2 phân rồi thì bắt đầu mình đo ngang mông. Ở đây là mình hướng dẫn vẽ thân trước quần nha. Ngang mông thì mình lấy số đo mông chia 4 cộng 9. Số đo mông chia 4 cộng 8 đến 10. Nó có 3 cái thông số cho mình, 8, 9, 10 ha. Ở đây mình lấy số trung bình là mình cộng 9. 96 chia cho 4 là được 24. 24 cộng 9 là được 33. Mình đo qua 33. Mình lấy đúng luôn nha. Thông thường mình mai quần tây mình sẽ có đường phấn ly, mình sẽ giảm vô 1 để mình chia ly, để cho cái độ ly nó chính xác. Nhưng mà cái quần này mình không cần phải thuộc vô, bởi vì cái quần sọt của mình mặc rộng thoải mái ha. Thì tiếp tục nữa là mình đánh dấu ngang rồi, mình sẽ vô khoét đáy. Vô khoét đáy thì là mình sẽ vô, thường là mình sẽ cho vô khoét đáy là số chết. Nhưng mà mình chị em mình thích làm số chia cho số sống cũng được nha. Thì mình sẽ lấy cái phần khoét đáy này vô là 1/20 của mông. Thì 1/20 của mông thì nó tương đương là hơn 4,5 một tí xíu ha. Hơn 4,5 xíu, mình lấy 4,5 nha. Chị em mình muốn chia chính xác thì chị em mình cứ lấy 1/20. Còn mình thì mình không lấy 1/20 mà mình lấy 4,5 nha. Cái này nó dao động từ 4 tới 5 phân. Rồi xong chị em mình sẽ gạch lên. Thì mình gạch lên trên như thế nào? Ở trên đây mình đo từ cái đường khoét đáy của mình nè. Từ khoét đáy của mình đo lên. Đo ra tới cái đường phấn của mình nè ha. Bao nhiêu thì bên đây mình cũng đo y bấy nhiêu. Đo y bấy nhiêu, rồi mình lấy thuộc vô 1 phân. Thuộc vô 1 phân, nếu anh nào mà bụng ốm thì mình thuộc vô 2 phân. Còn anh nào bụng to thì mình lấy bằng luôn. Rồi mình sẽ gạch cái đường lên để mình khoét đáy. Rồi cái khoét đáy này thì chị em mình nhớ nha. Khoét nó hơi lơi hơn bình thường chứ mình không có khoét sâu nha. Mình không để mình gạch đường phấn, mình đánh dấu rồi mình sẽ nói với chị em chú ý chút xíu. Đây là khi mình đặt thước nha. Mình đặt cái thước là từ ở đường phấn ngang của mình. Đường phấn mông ha. Lên đây 8 phân. Tầm 8 phân chị em mới đặt thước vô. Chứ không phải là chị em mình đặt như vậy thì nó lại thấp nè nha, đặt như vậy thì nó xuống thấp nha. Cho nên cái đặc biệt cái đáy này mình khoét lơi một tí xíu. Mình khoét lơi là từ ở dưới này lên 8. Nếu anh nào mà số đo nhỏ hơn số đo này thì mình xuống 7,5 hoặc là 7 phân ha. Rồi mình mới đặt thước vô. Thì khi đặt thước vô là cái thước là những cái dấu của phút đánh dấu đây nè. Đó, cái phút này là cái thước này là phút đánh dấu nè ha. Thay vì mình kéo lên ngay đây, mình kéo vô đây nó cúp nha. Thì mình sẽ cho nó lài ra một tí xíu nè. Nó dưới của cái số, nó dưới cái mức chuẩn của mình 1 phân, rồi mình nghiêng thước ra.
để cho cái đường này nó cạn nè ha. Còn nếu như mình kê gì nó sâu thì tại sao mình phải cho nó cạn? Một lát nữa mình sẽ hướng dẫn bên thân sau. Chị em nào mà đăng ký học thì chị em sẽ biết được cái lợi hại của cái này. Tại vì cái này là quần thân lớn thân nhỏ nha. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ chia đường đáy mình ra làm hai. Đường hạ đáy mình nè ha, chia làm hai. Thì 25 mình chia 2 nó được là 12,5. Rồi xong chị em mình sẽ từ ống nè, chị em mình giảm vô từ 1 tới 2 phân. Từ 1 tới 2 phân, nếu anh nào cái đùi to thì mình cứ dời ra 1, anh nào cái đùi hơi nhỏ thì mình dời vô 2 ha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cho cái số giữa là 1,5. 1 đến 2 nhưng mình cho 1,5 nha. Rồi chị em mình cứ băng từ cái đường đáy chia 2 này ha, mình băng thẳng xuống. Đó. Xong ha, là mình đã xong cái đường sườn. Xong rồi chị em mình sẽ đo ngang. Đo ngang cái mông này lúc nãy coi bao nhiêu. Lúc nãy là 33 nè ha, tới đường phấn ngoài của mình nè nha. Là 33. Thì chị em mình đo thẳng xuống đây là 33, y chang như vậy luôn. Chị em mình giảm vô 3. Nếu như mà anh nào đùi to thì chị cứ thích mặt quẩn rộng chị cứ nhích ra 2, anh nào thích mai nhỏ thì nhích vô 4 ha. Mình chỉ vậy thôi, rất là dễ luôn. Rồi mình sẽ kẻ từ đường mông xuống dưới lại đường đùi. Rồi xong là nó có một đường thẳng ha. Cái quần mấy anh mình không cần lấy mấy cái độ cong này nha. Cho nên mấy anh mặc thoải mái, không có thích là độ cong nhiều nó sẽ chật nha. Rồi bây giờ là cái quần mình đã xong. Rồi cái phần da giảm lưng á, da giảm mông á, thì khi mà mình cắt thân sau mình sẽ hướng dẫn chị em làm điều đó. Tại vì chị em nào học thì chị em sẽ học được cái đó. Khi mà mình cắt cái quần như vậy, nhưng nếu mà mình không giảm đúng chỗ thì mặt nó sẽ bị thụng, nó không có được gọn nha. Tuy cái quần rộng nhưng mà mặt lên thấy nó gọn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn chừa đường may. Chừa đường may và cắt túi nha. Cái line này thì mình đã có đường may rồi, cho nên mình không phải cần chừa đường may nữa. Chừng nữa mình cắt theo đường dưới. Mình cắt y đường dưới này. Mình chỉ đồ đường lại thôi, để đồ cái mực lại thôi, để chị em mình nhìn thấy cái màu khác là biết đường may, đường cắt của mình ha. Mình cắt y xong rồi, phía bên hông này mình chừa 1,5 đường may. Mình may quần á, thì mình may cái quần sọt này là mấy anh mình mặc là không bao giờ bị vuột đường đái, không bao giờ bị tét luôn. Cho dù mấy anh có chơi đá banh thể thao, mấy anh chơi đá cầu gì cũng không bị nha. Tại vì những cái dòng cong của mình là mình lấy theo đúng số đo, cho nên không có phải là nó không có lơi, nó không có bị kẹt bất tử hay nó không bị tét bất tử nha. Rồi mình chiều đường sườn ống bên đây luôn, 1,5 luôn. Mình quên nói cái đùi ha. Mình quên nói cái đùi, tại vì mình hướng dẫn không may đùi cho nên mình không có nói cái đùi. Bây giờ mình nói cái đùi chút xíu nha. Chị em nếu mà cần đo đùi á, chị em mình sẽ lấy đùi bằng số đo đùi chị em mình cộng. Chị em mình cộng 10 chia 2 rồi là ra đáp số. Ví dụ như cái số đo đùi này là 50 thì chị em sẽ cộng 10, chị em chia 2, cộng 10 nó được 60, chia 2 được 30, thì từ đây tới đây tương đương 30. Tương đương thôi nha, chứ không có chính xác tuyệt đối nha. Đây là chị em mình sẽ đo ngang đây là 30. Cái này là 28,5. Là bởi vì chị em mình thích mai rộng thì chị em mình đo cái đùi vô, chị em mình so sánh. Còn ở đây là mình không đo đùi nha. Với lại cái quần anh thích mặc ống trung bình, không có thích ống rộng. Còn cái này mình hướng dẫn là ống rộng rồi nha. Thành ra cứ lấy theo cái thông số bình thường nghiêng vô là nó sẽ đẹp hơn, cái quần nó có form hơn. Rồi xong mình sẽ chừa đường đáy 1 phân. Đường đáy lúc nào mình cũng chừa 1 phân thôi, mình đừng có chừa nhiều. Nói 1 phân với chị em mình sẽ nhích ra hơn 1 phân một chút xíu, đặng chút nữa mình dắt sổ mình gọt vô là vừa ha. Mình chừa 1 phân tới phần dưới mình cắt bằng. Tới phần đáy này mình cắt bằng nè. Đó, nó đang bằng.
Chị em mình lưu ý chỗ này chút xíu ha, là đánh cái đáy hơi lơi chứ không sao. Mực dù vô là 4,5 nhưng mà nhìn thấy nó hơi lơi nha. Nhưng không phải nó lơi mà tại vì cái đường này mình đánh dài lên cho nên mình cảm giác nó lơi thôi, chứ thực sự cái đáy mình không có lơi nha. Rồi bây giờ mình cắt. Cắt rồi xong mình hướng dẫn cắt túi luôn. Nhưng mà cái đường lưng này chuyện nữa mình hướng dẫn sau. Khi qua thân sau rồi, mình cắt thân sau rồi mình mới hướng dẫn giảm những cái phần cần thiết nha. Bây giờ mình cắt thân trước. Không phải là mình giấu, mà là tại vì mình phải để cái đường chuẩn để mình phát triển cái thân sau xong mình mới giảm được. Chứ nếu bây giờ mình giảm trước rồi chừng nữa mình mất công mình dán lại để mà mình cắt thân sau ha, mất công. Lỡ chị em mà có chừa cái đường đáy là lên cao chút cũng không sao hết, chừa lên thì cái đáy mình nó ngắn lên chút thôi chứ cũng không sao ha. Ngang cái số đo mông này, ngang cái mông này lúc nãy là mình cộng 9 phân. Nhưng mà cái giải này là áp dụng cho giải không có độ giãn. Nếu như mà chị em mình may cái quần ôm nha, mấy bạn trẻ may quần ôm cho quần sọt cho mấy bạn trẻ nha, thì mình sẽ cộng ngang đây nè. Có những cái quần mình cộng chỉ có 3 hoặc 3,5 thôi nha, chứ không phải cộng tới 8-9 như vậy nha. Tại vì tùy cái độ giãn của giải rồi tùy cái form đồ của người đó mà, tùy cái lứa tuổi nữa ha. Cái này là mình hướng dẫn cho tuổi trung niên nha. Rồi tiếp tục mình hướng dẫn cắt túi à. Giấy ở đây đủ thì mình cắt ở đây luôn ha. Đo cái đủ hay không? Ơi đủ ha. Đủ bây giờ trước khi mình cắt túi mình sẽ hướng dẫn phân chia cái đoạn túi của mình. Mình sẽ vẽ túi lên trên đây luôn nha. Mình sẽ vẽ túi lên trên đây luôn nha, tại vì mai mốt tới cái thân sau thì chị em nội bộ mình xài rồi mình không có sợ nó lu bu ha. Thì vẽ túi thì trước tiên chị em mình sẽ bỏ từ cái đường lưng này ha, từ cái đường phấn lưng của mình xuống 4,5 mình mới bắt đầu xẻ túi. Đây 4,5 ha. 4,5 xong rồi chị em mình chừa cái miệng túi là trung bình là 14 phân để mấy anh thoải mái khi mà đựng đồ lấy đồ nha. 14 phân. Có thể anh nào mà tay to hơn thì chị em mình sẽ chừa cái miệng túi này nhiều hơn một chút xíu. Rồi tiếp theo nữa là cái đáy túi trung bình là mình lấy xuống 13 phân trung bình nha. Mình nói trung bình, chị em nào thích may cái đáy túi sâu hơn thì cứ may sâu hơn, có thể là mình may dài xuống thêm không sao cả, may dài xuống thêm ha. Ở đây là mình may 13 phân hoặc 14 phân, mình cho 14 nha, 14 cho thoải mái. 14 phân mình sẽ gạch ngang một đường. Mình lấy dấu thôi chứ không phải là gạch ngang. Rồi xong lần lượt mình có những cái dấu để mình may túi rồi ha. Thì ở trên lưng quần của mình, ở trên phía lưng nè, mình từ cái đường phấn lưng này nè, mình bỏ xuống 1 phân mình mới cắt giải lót túi à. Mình bỏ xuống 1 phân mình mới cắt giải lót túi, hoặc là bỏ xuống 2 phân cũng được nữa, tại vì cái lưng mình lớn nha. Nhưng mà mình cho 1 phân đi để chị em mình may bảo đảm cho nó chắc. Rồi chiều ngang qua thì chị em mình lấy bao nhiêu? Chiều ngang qua thì mình lấy số đo lưng chia 10 nhân 2 cộng với đường may, tại vì cái quần này là mình cắt cho mấy anh thì thoải mái hơn quần của mấy chị nha. Tại vì mấy anh quen thoải mái rộng rãi ha, cho nên là cái túi nhỏ quá mấy anh không thích. Thì mình sẽ lấy lưng chia 10 nhân 2. Cái lưng số đo là 80 thì mình chia 10 là được 16. À xin lỗi, 80 chia 10 được 8, nhân 2 nó được 16. 16 thì mình cộng đường may vô, có thể 1 phân đường may hay 2 phân đường may, chị em mình may đường may ba lớn thì cộng ba lớn. Cho nên là mình tính là 16 mình cộng thêm 1 phân đường may. Cứng một phân thôi, 17. 17 ha. Rồi mình gạch thẳng một đường xuống 17 phân đều.
17 phân là mình căn cứ theo cái đường ly mình nè nha, đường ngoài nè nha, đường mai bên ngoài nè nha, chứ không phải đường bên trong nha. Cái đường đầu tiên của mình đó là cái đường ngoài nè, là mình đo qua 17. Còn nếu chị em mà quên cái đường mình chỗ nào, chị em sẽ dùng thước gốc xài. Đây dùng cái thước gốc chị em mình canh ngay. Rồi chị em mình thẳng xuống nha. Ở đây 17 tính luôn đường mai, nó mình đo chụp tí xíu rồi, 17 với lại 1,5 đường mai nữa là còn 15,5 đây mới đúng. Nhờ cái thước gốc mà mình mới phát hiện ra mình đo nghiêng nè. Đó, là mình đo xuống tới đó mới đúng nha. Mình gạch một cái đường thẳng xong giống như đường ly quần của mình luôn. Đó là chừng nửa cái miếng vải lót túi của mình. Tới đây. Đó là miếng vải lót túi của mình ha, là mình chiều ngang tới đây bao nhiêu đây, chiều dài tới đây. Rồi xung quanh cắt y như cái thân quần của mình là xong ha. Rồi chừng nữa là cái này là mình minh họa thôi nè nha. Chừng nữa là mình sẽ xẻ trên thân quần mình ở đây. Rồi mình sẽ may dây kéo vô. Ở đây mình may dây kéo lộ luôn, hoặc là mình muốn may dấu dây kéo thì mình may nha. Chị em mình thích may làm sao thì may. Ở đây thì mình chừng nữa mình cho dây kéo lộ luôn. Chị em mình thích dây kéo dấu thì mình cứ may dây kéo dấu nha. Ở đây là dây kéo nè. Rồi cái quần mình là chừng nữa là ngang đây có dây kéo á, là ngang đây có một cái túi. Chị em mình sẽ kéo ra là đây có một cái túi. Xong rồi ở đây lại có một cái túi hông sọt vô ha. Còn mình muốn may dấu dây kéo thì mai mốt em sẽ hướng dẫn may dấu dây kéo. Còn cái này mình may dây kéo lộ nha. Rồi xong bây giờ mình cắt túi luôn. Đây chị em mình sẽ gấp y như thế này nè. Nè mình gấp tới đường phấn này nè. Mình gấp vô trong đi ha cho dễ thấy. Đó mình tuột xuống một phân rồi. Mình gấp mình sẽ đặt lên bằng mí giải mình. Rồi bằng y mí giải rồi ha. Bằng y mí giải rồi mình sẽ cắt y hệt như là cái quần mình luôn. Chị em mình đánh dấu phấn cũng được mà cắt luôn cũng được nha. Cắt y như thân quần của mình, chừng nữa mình may chìm vô luôn. Chiều dài thì chị em có quyền may bằng cái line quần này, hoặc là chị em mình may bằng đường trên này cũng được ha. Bằng đường trên này cũng được. Mình cắt bằng luôn ha. Cắt bằng được chừng nữa nó hơi cọm, một lát mình giảm lên. Rồi cái chiều ngang là mình tới đây nè. Chiều ngang là 16 cộng 1 phân đường mai nè ha. Rồi mình sẽ hướng dẫn quần cho mấy bạn trẻ thì mình sẽ hướng dẫn may túi hộp, chứ mình không có may cái túi chìm như của mấy anh nha. Mấy anh thì tại vì cho gọn rẻ, còn mấy bạn thích may túi hộp nổi hơn, mình sẽ hướng dẫn may túi hộp. Rồi bây giờ cái túi quần phía trên thì nó đã chính xác rồi nè ha. Bây giờ dưới lai là mình cắt bằng cái lai quần thôi, để chừng nữa mình may lên cho cái quần mình nó không có bị cọm nha. Bằng cái lai quần mình thôi. Đây là chừng nữa mình cắt cái miếng lót mình tới đây thôi, chứ không có cắt dài hết như vậy. Mà lỡ cắt dài như vậy cũng được, chừng nữa mình bẻ cóp đôi luôn. Rồi chị em mình nhớ đánh dấu ha. Ở đây là trên lưng nè. Mình đánh dấu cái mũi tên lên là tức là trên đây trên lưng. Rồi ở đây là ngay miệng túi thì mình lấy dấu qua là không bao giờ mình quên được nha. Đây mình đặt lên đây nè. Rồi mình sẽ sang dấu qua là không bao giờ mình quên được phía nào bên túi, phía nào bên kia. Mình sẽ lấy dấu qua. Rồi là mình biết bên đây là bên túi rồi. Rồi mình biết đây là trên lưng rồi ha. Rồi xong là mình cắt thân quần trước đã xong. Mình kết thúc video nha.